Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ có một Hôm nay bé Hà My có một bộ đồ chơi đầu bếp rất là to luôn. Bé Hà My sẽ bóc ra cho các bạn cùng xem nhé. bạn bóc cho mình nhé. Để anh Ngôn bóc cho em nha. Bóc từ từ thôi. Đúng rồi, mở ra xem có cái gì trong đó nào. Để có xem cái hộp đầu bếp đây, để có xem nào. Đây cho các bạn nhìn cái hình này. Ừ, to chưa? Đó, này đầy đủ này, dao này, ấm này, bếp này, đầy đủ luôn, đũa chén bát luôn, thấy chưa? Đây. Đó, rất là tí nữa ta bóc ra xem có giống giống cái hình này không nha. Kitchen này. Rồi, đó. Rồi, bóc đi hay nha, bóc ngồi sát lại kia bóc đi. Mở hẳn ra, Nhưng tớ sẽ không cần cái này đâu. mở hẳn ra đây đây. Tại vì Nhiều chưa? Rồi nghề gôn để em bóc cho em xem thôi đấy, nhiều thứ chưa? Xem nào, đưa xem cái này, từng món một này. Cái này là dao đi à? Không phải, đây là đồ xúc này, dao này, chìa dĩa này, cái nồi. Bát chén này, cái này có khi dùng cho mi ăn cơm cũng được ấy nhỉ. Đũa này, hộp này, cái nồi này. Đó, từ từ để cho các bạn xem hết từng thứ một. Nồi này giống như thật luôn. Còn đây là gia vị hoa quả này. Cánh gà chiên này. Dầu ăn này, bắp này. Xem trong đó còn cái gì nào. Cái chảo. Và đây là cái bếp từ luôn. Đây là bếp từ. Kia cái còn cái kia nữa, đưa đưa bút xem nào. Cái này là sẽ có pin nhá, chạy bằng pin nhá. Cái này là cái khay này này. Đầy đủ, rất chi là đầy đủ luôn. Bộ rất to. Mi đưa bố mượn cái ấm kia nào. Cái ấm siêu tốc này. Đây nha. Thật. Rồi. Bây giờ ta sẽ mở từng thứ một nha. Đây là cái ấm. Ấm nấu bếp từ này, nhìn đẹp chưa? Rất chi là đẹp luôn nha. Cái này là mi bóc ra được cái gì đây? Cái chảo này. Nhìn rất xịn quá à. Rồi, cái này sẽ là cái gì đây? Cái nồi và không có cái nắp. Này, mi bóc cái này ra đi. Để bố bóc cái bếp này ra, bố xem có pin không, bố mở bỏ pin vào cho chơi nhá. Rất là xịn luôn. Bếp này. Bếp này Ôi không, cái này nó có bị điều nứt khiển này. rồi. Đừng ghế nhẹ tay thôi không là gãy. Không biết trong này đã có pin chưa. Cái này để bố đi lấy đồ, bố Khổ mở cho ra, bố bóc kiểm ra. mở cái này Cái ra này xem, kiểm khổ tra cho xem mới có bóc bóc. ra cơ. Rồi. Đây Ui, đây giờ bố đã sửa được cái bếp rồi nha. Đây cái bếp này sẽ có pin này rồi, để ra kia chơi con. Để sát ra ngoài 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 đấy chơi. Đó. Phải bỏ nồi lên chứ, làm sao mà để lên đấy được. Cái đấy là cái bếp mà con, bỏ nồi lên nấu. Đầy thứ, đầy đủ thứ chưa. Này, dao đũa này, bát này, cái gì đấy, nước rửa chén này, nồi áp suất này. Đây nha, nồi áp suất. Khoa, đồ như thật luôn nha.
ấm này. Cái nào mà bật lên? Ừ. Không có nước lại ngủ rồi. Ấy. Ấy, bếp đấy, xem Mimi đang nấu ăn này, xúc xích này, đó. Nóng không? Nóng không? Một tay luôn rồi này. Ừ. Nấu giống thật chưa? Sắp cháy rồi. Rồi, chưa, ôi dồi ôi, quá trời luôn. Bỏ trong cái này không được rồi, cái này thì nó phải chiên cơ. Nó phải chiên cơ. Thích chưa, thật là nhiều đồ luôn. Nhưng cái này bố ơi. À, cái đấy không mở được, làm sao mà mở được con? Để thế thôi mà. À, thì con rút ra, rút mạnh ra. Đưa anh con rút cho. Đưa anh con rút cho. Không rút được. Không rút được. À, cái này hả? Đó. À. Lấy đi. Em lấy nó cho bố. Ok. Rồi, hai em ngồi chơi đi nhá. Với bộ cái này cái gì đấy? Ừ. Cái này cái gì trong bộ đồ chơi này đấy? Mày vừa muốn xem. Cái này là cái thừa của nó thôi, có gì đâu. Thừa. Thừa. Quấn xinh. Quá trời luôn à. Quấn tia ra nữa. Gấp nước cho bố uống à? Dạ. À. Ôi giời ơi, cảm ơn con gái nha. Rồi tiếp theo. Em một bộ đồ chơi thật là xịn luôn. Đó, rất là nhiều thứ luôn. Ăn lòng nướng mà. À đúng rồi, lò nướng này đang nướng. Ăn lòng nướng mà. Đừng có tranh nhau mà hư bây giờ. Rồi, thôi hai anh em chơi nhá. Bye bye nào, bye bye các bạn nào. Thì chơi đi. Chơi đi. À, chưa quay xong hả? Quay thôi. Ồ, chiên nấu luôn này. Anh cô đang nấu rồi. Bếp, anh cô phải lật lại chứ. Chỉ là lắp con trên lật cái kia lên chứ. Cái ở dưới kìa, cái khay ở dưới con phải lật lại chứ. Quá nhiều thứ luôn. Rất ư là giống thật. Giờ có xem cái đấy là cái gì nào. À, cái xếp cắt pizza. Cái này gồm bảo là cách cắt pizza. À. Con dao đâu nhỉ? Mimi đưa con dao kia bố mượn bố xem nào. Yeah. Đây là con dao như đúng thật luôn. Mimi đưa cái bếp kia bố mượn xem nào. Mimi đưa cái bếp bố mượn nào. Mimi đưa cái bếp bố mượn nào. Bếp này. Chế độ nấu này. Tăng nhiệt độ nhá, sáng lên luôn đó, tăng cao này đó, giảm này, cái này là sẽ là nấu này, đó, để bố xem, rồi nấu đi, đó nấu giống thật chưa? Chắc chín rồi. Thơm quá. Thơm không? Thôi được rồi, hai anh em chơi với nhau đi nào. Chào các bạn đi. Gôn chào các bạn chưa? Chào. Chào các bạn chưa? Đi bye bye các bạn nào. Bye bye.